cây tía con quay quần ruộng nương rau cá nuôi nhau. Thương công cha dài dầu khai quang lặng lội rừng sâu. Cuộc sống dù khó khăn thương bà con bác gắng hết mình. Nơi chòm xóm nghĩa tình chung tay xây dựng ngày mai. Việc nhỏ ấy mà việc to, có bác ba phi điều em xui ro ro. Dũng cảm bi thương chịu thương chịu khó, chỉ nằm gì đạp đất đổi trời. Bà con cô bác cứ nhỏ to, người gì đâu tài trí có cả khó. Bất công áp bức dân mình, bác luôn đứng lên tranh đấu chẳng ngại gì. Hiểu sâu biết rộng nhân gian to tường, đương chuyện gì khó đã có bác bà lo. Bà có thấy chồng bà giỏi không? Đó, năm nay thuế má là thu ngọt sớt luôn. Ừ, giỏi vậy gì tôi thưởng nghe. Chó, câu này là tôi chờ đợi nhất nè. Mà từ trước tới giờ không thấy bà nói câu này, làm như bà quên đi. Dạ, con chào ông bà. Ờ. Mẹ ơi, ông bà đi đẹp đôi dừa lứa quá hen. Nhìn thấy coi xứng đôi dừa lứa ghê, nhìn như hai chú cháu đi đâu vậy. Ê! Nói hồi cái nó bậy. Dạ xin lỗi. Dạ. Chẳng hay ông bà đi đâu ngoài vườn vậy? Tao là quan mà, tao phải đi thị sát coi dân chúng lúc này làm ăn được hay không, đúng không? Ủa, mày mới đi săn được cái gì vậy? Coi bộ nặng ha. Cũng đâu có gì đâu bà ơi, có mấy cá lồng rồng đem về khô khô ăn vậy mà. Đâu tao coi. Lồng rồng mà nặng quá vậy. Trời ơi, cá nó muốn bự hơn tao luôn mà. Mày nói rồng rồng. Nè nè nè. Trời ơi, mấy con cá bự tao nhìn tao thích quá à. Nói nghe nè. Một hồi á, mày cho tao mấy con, tao về tao nấu canh chua với lại kho tộ nghe. Rồi được rồi, để chút con về cái con kêu Tư Lương nó đem qua cho bà và con. Công nhận mày giỏi thiệt á. Săn cái gì cũng ngon, săn cái gì cũng bự hết trơn á. Có giỏi gì đâu bà ơi, cái này đâu phải tôi săn đâu, mà con trăn ở rừng U Minh á, nó săn giùm tôi đó. Cái gì? Con trăn săn là sao? Hơn ơi, bà con trăn mà biết săn cá hả? Biết chứ. Săn sao đâu nói coi. Không nói giấu gì ông bà, tôi chủ yếu đi săn con trăn. Để lột cái da nó, đem về làm cái trống, Tết đánh trống đồ chơi. Nhưng mà đi sang hoài không có gặp con trăn. Mà tôi nghe ai tát nước ầm 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 bên kia, tôi lội qua coi ai. Lội qua thấy con trăn. Ủa? Rồi sao nữa? Con trăn nó đang tắt đìa. Trời đất, mày nhóc cẩu, trăn mà tắt đìa. Trời đất ơi, ông bà không có biết đâu, con trăn nó biết tắt đìa, nó bắt cá nghe. Tôi vừa đi tới tôi thấy, ủa cái gì vậy? Thấy con trăn nó quấn cái đuôi bên cái cây tràm bên đây, nó quấn cái đầu bên cái tràm bên kia, nó dẹp cái mình nó ra bên lớn vậy nè. Nó tát ầm 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 ầm, vừa đúng lúc tôi tới cũng cái đìa nó vừa cạn. À, vừa cạn cái con trăn thấy tôi nó bỏ đi. À, bỏ đi cái tôi thấy gì, chú bắt mớ cá về ăn. Mày nói thiệt luôn á hả? Trời ơi, tôi nói thiệt chứ. Tại ông bà không biết chứ, cái rừng U Minh này đó ăn nhiều cái con vật nó thành quỷ luôn đó. Ê, rồi, con lương nó mọc lỗ tai luôn đó, chứ không phải chơi, nó thành trộn luôn đó. Rồi thấy ghê quá vậy. Rồi nhưng mà mày có bắt được cái con trăn đó luôn không? Không, tôi đâu bắt, tôi để cho nó đi, tôi bắt cá thôi. Tao nghe người ta nói là mày đi săn trong rừng U Minh á, trời ơi, món ăn vật lạ quá trời luôn á. Nào là lưỡi nai nè, cá sấu nè, rồi ong á, tảng tảng bự gì nè đó. Mà sao không thấy nộp cái gì cho quen hết vậy ta? Trời đất ơi, ai đồn bậy bạ. Nhưng mà tôi cũng nói với ông bà vậy đó, ở đường U Minh này đó, nhiều cái con thú nó thành tinh thành quỷ luôn đó. Thấy ghê lắm. Cá sấu ở dưới Minh Mông trời đất luôn đó, mà mình đâu có dám bắt nó được, nó bự dữ lắm. Thì bự nó mới quý, mày không biết gì trơn á. Ông á rất là giỏi võ. Đúng rồi. Bởi vậy cho nên á, ông vô rừng U Minh đi, ông săn cái con trăn nó về cho tôi, để Ly Thiên Hạ lé mắt chơi. Được, tôi sẽ làm cho bà được vui. Nè,
bữa mốt á mày dẫn tao vô rừng U Minh săn được không? Không được ông ơi, bởi vì cái nghề săn bắn này đó là cái nghề linh thiêng lắm, nghề của ông bà tổ tiên để lại, đâu có truyền dạy cho ai được. Chẳng những ông gì nè, ông là quan huyện đó, rồi dẫn ông vô rừng, ở dưới sông đó là cá sấu, ở trên bờ đó là hùm dữ, nó lỡ nó ăn thịt ông rồi ai chịu trách nhiệm? Nhưng mà tao là quan mà, tao nói mày phải như thế nào chứ? Thôi, ông chết rồi có gì bà kiện con sao? Thôi, để con về à, con kêu nó đem cá qua cho bà nghe. Cái thằng này nó làm cái gì cũng giỏi, nó săn cái gì cũng được hết. Tao nhất định phải đi để cho dân làng nó phải nể tao chứ. Đi thôi. Bác ba ơi, bác ba. Bác ba ơi, cứu cứu bác ba ơi. Bác ba ơi, bác ba. Đặt xuống đây, nằm xuống đây đi. Bác ba. Trời đất ơi, thằng Bảy nó bị sao vậy? Dạ, thằng Bảy nó bị rắn cắn. Bị rắn cắn hả? Dạ. Còn mày có thấy rắn gì cắn nó không? Con cũng không biết nữa. Con với nó tính nó vô trong rừng U Minh nó ăn ong. Xong rồi đang đi, cái tự nhiên thằng Bảy nó đặt cái tay lên trên cái cây á, trúng ngay cái đuôi của con rắn. Con rắn quay lại cắn một cái. Cái con sợ quá, con tháo khăn bịt đầu nó, con băng ngay cái tay nó lại cho chất độc khỏi bị phát tán. Mày biết rắn gì không? Hình như là con thấy nó bự bự vậy nè. Hình như là rắn hổ mây á bác ba. Trời đất ơi, con chạy xuống bếp lấy trái đu đủ cho tao. Dạ. Không có bẻ cho đu đủ một chiều đó. Dạ. Từ từ bình tĩnh đi. Con sợ quá. Bác ba. Nên bác ba. Dạ, bác ba. Đây buông ra coi. Mở ra dít ra coi. Nó bị cắn hai chỗ luôn. Ráng chịu đau một xíu đi. Không ra hả? Không ra. Nhai. Nuốt vô. Ủa, bác ba. Mỗi lần mà mình bị rắn cắn á là mình phải lấy cái mũ đu đủ mình nhỏ vô cái vết thương rồi mình phải ăn cái vỏ đu đủ vậy á hả? Đúng rồi, phải cắt cái trái đu đủ ra đó rồi lấy cái mũ nó đó nhỏ ngay chỗ rắn cắn đó rồi cho nó ăn ba cái miếng vỏ đu đủ này nè. Dạ, là nó giải độc biết không? Ủa, chỉ cần mình làm vậy là khỏe rồi hả bác ba? Nó chỉ khỏe thôi chứ chưa hết hẳn đâu. Bây giờ mày chạy ra sao hè đó. Dạ, hái một mớ bông màu gà đỏ đó. Dạ, bỏ vô nồi nấu cho thiệt là sâu. Dạ, rồi đem ra đây ngâm cái tay nó vô. Dạ, con biết rồi. Nữa đắng lâu quá phải đắng nó mới hết chứ. Sợ đắng như chết, mày muốn cái nào? Đắng không được. Quang ơi, có chuyện rồi. Có chuyện gì? Nói. Trời đất ơi, dầu sôi lửa bỏng dày mà Quang còn ngồi Quang uống trà được nữa hả? Dầu sôi lửa bỏng là chuyện gì? Con mới ngoài chợ, con nghe người ta đụng âm lên kìa. Đụng gì nói mau đi. Chuyện của ông Ba Phi. Hả? Ba Phi sao? Ba Phi, bây giờ người ta đụng âm lên á là ổng bây giờ thần... Thần gì? Thần giữ cửa. Thần y. Thần y à? Dạ. Trời ơi, thấy ghê chưa? Mà chưa đâu nha, người ta đồn á ông Ba Phi gọi là ổng giống như là ổng chuyên chữa bệnh luôn. Ổng vừa chăm cứu được nè, rồi chị nhức đầu được nè, rồi chị ho được, rồi chị đau bụng được, ui tùm lum la cái bệnh gì ổng chữa cũng được hết á. Rồi sao nữa, nói tiếp đi. Mà cái đoạn sau con nói ra con sợ Quang giận không dám nói. Mặt nói gì sợ, con cứ nói Quang nghe nè. Con nghe nói á, từ ngày mà ổng lên làm được cái chức thần y á hả, ổng kiếm được bộn tiền. Ổng bỏ luôn cái nghề làm lúa, chuyển qua làm thần y luôn. Nó thu tiền người ta. Đúng rồi. Vậy thì nó phải nộp thuế cho tao chứ. Ha. Tao sẽ qua thu thuế của nó. Tao nộp vô ngân khố của triều đình. Tiền đó là để phát lương cho mấy quan nè, sửa cầu cống nè, sửa đường xá nè. Đi,
Ủa, đi đâu quán? Thì đi qua nhà bà Phi thu thuế. À, đi thu thuế, dạ. Dạ, chào quan. Chà, bữa nay sao mà rồng tới nhà tôm vậy nè? Có chuyện gì không quan? Có mà tới chứ không có tới gì. Dạ, việc gì quan? Dễ thôi. Nghe nói ngươi làm thầy y, chữa bệnh cứu người đúng không? Lấy tiền nữa ha. Quan nghe ai nói gì kỳ vậy? Con từ hồi nào tới giờ có làm thần y bao giờ, có hút thuốc cho ai, cũng đâu có lấy tiền ai đồng xu các bạn nào đâu, quan nói vậy. Ôi trời, ông đừng có xạo. Trời ơi, cái chuyện mà ông trị bệnh hả, người ta bu đen bu đỏ tới nhờ ông trị bệnh, đồn ầm lên kia kìa. Ở cái làng này á, chuyện gì quan cũng biết hết, nhưng mà quan có muốn nói hay là không thôi. Ủa, cái chuyện gì ở cái làng này quan cũng biết hết thì chắc có lẽ là quan cũng biết tôi không phải là thần y chữa bệnh, cũng không bao giờ hút thuốc cho ai, cũng đâu có thu tiền bạc gì của người nào đâu. Quan cha này á có tiếng là gian xảo mưu mô. Ủa, ổng không nhận rồi bây giờ mình phải tin ổng hả? Ổng nói sao? Đúng hợp lý. Dạ. Không có lửa sao có khói. Ừ, đúng không? Ổng làm thần y chữa bệnh lấy tiền thì đâu ai rảnh đâu đi đồn tùm lum la vậy. Ừ. Ủa, người ta đồn thì mặc kệ người ta, còn có hay không á thì là của con, nhưng mà con nói thiệt với quan là con không có làm thần y, con cũng không biết hút thuốc, cũng không có thu tiền cho ai. Con là cái người nông dân quèn, chỉ biết làm ruộng thôi, bắt cá bắt tôm đồ vậy thôi. Định nói để khỏi đóng thuế cho quan hả? Ủa, thì ra bữa nay quan tới đây là đóng thuế con đó hả? Hả? Thấy không? Thông minh ra mà thấy không? Đó, hiểu chuyện rồi đó. Hiểu chuyện rồi. Ủa, con đâu có làm thầy, con đâu có hút thuốc, đâu có lấy tiền ai đâu, mà quan lại đây đòi đóng thuế. Con trả lời với quan á, là một cắt một xu con cũng không có đóng thuế cho quan luôn. Trời ơi, ông này riết ông gan ghê á. Dám cãi mệnh quan triều đình hả? Thì con nói gì đó, bởi vì con không có làm thầy hút thuốc thì quan kêu đóng thuế tiền đâu đóng. Bây giờ quan muốn làm gì quan làm chứ. Bây giờ nó không nhận mình phải làm sao? Thì bây giờ mình ở lì đây luôn, sẵn á mình điều tra coi ổng có phải là thần y thiệt hay không. Phải lì thôi đúng không? Dạ. Được, ta ở đây tới khi nào ngươi lòi ra cái thần y của ngươi ta mới chịu về, hiểu không? Thì quan ở đây thì cứ ngồi đó đi, tối ngủ đây luôn, nhưng mà không có mùng mũi cắn đáng chịu nha. Kệ tao. Kỹ trời. Dạ, con mời bác ba ăn cơm. Dạ, sẵn bữa mời quan với anh Hầu đến ăn cơm với bác cháu thì cho vui. Ủa, sao được? Khoan. Ủa, bác ba. Ừ? Quan năm hết đây á là thân phận cao quý, là người ta phải ăn là sơn hào hải vị, bào ngư di cá, chứ làm sao ăn mấy cái món bình dân này được. Trời ơi, mà bây giờ bác ba mà mời quan năm hết qua đây ăn vậy á, không khéo á là mình bị phạm tội đó. Vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Dạ, xin lỗi quan với anh Hầu. Dạ, bởi vì gia đình tôi nghèo, bữa ăn thì đạm bạc, món ăn dân dã, không có sơn hào hải vị, cao lương mỹ vị gì hết á. Dạ, xin phép không dám mời quan. Quan đứng đó chơi đi nha. Dạ, con xin phép quan cho con với lại bác ba được dùng bữa. Thôi ngồi ăn đi con. Dạ. Trời ơi, con đói quá trời luôn á. Bác ba. Bác ba ăn thử cái món gà kho sả này của má con nấu đi. Ngon quá. Trời ơi, má con á nha, kho gà này là kho bằng nước dừa đó. Con hả, con nghe cái mùi thôi là con đã đủ thấy thơm rồi. Ê. Dạ. Mày tính làm sao chứ? Tao đói mà muốn xỉu luôn rồi đó. Con cũng đâu có hơn gì quan đâu. Ngon quá hả bác ba hả? Rồi bây giờ mày tính làm sao? Thôi, con thấy thời tiết này á
36 kế đi uống rượu là thượng sách đó quan. Sao sao đã giật cái kế này tao nghĩ không ra vậy? Dạ. Đi đi liền dạ. Đi đi đi. Chán như gà xào xả ớt hết nói luôn. Về rồi. Trời ơi là trời. Từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới giờ tao mới cảm nhận được cái nhục nó ra làm sao rồi đó. Con biết rồi Quang giận. Con cũng đói nè. Quang ơi Quang, Quang ăn cá nướng chui nữa không? Con xuống con kêu nhà bếp làm cho Quang con thiệt bự, ăn cho nó bụng cái bự đó. Giờ này là giờ nào rồi mà trong đầu mày chỉ nghĩ có ăn thôi gì? Con biết là Quang giận, nhưng mà có thực mới giật được đảo. Bây giờ á, mình ăn no bụng trước đi, rồi mình nghĩ ra cái cách mình tiêu xài cho hết cái số tiền mà mình thu thuế ở bên nhà cha Ba Phi xảo trá đó. Vậy con chạy vô nhà bếp kêu nó bắt con cá lóc nướng chua cho ông đi. Có liền. Ba Phi, mày gạt tao nhiều lần rồi, chuyện này tao không để cho mày gạt tao nữa đâu. Từ là từ phụ tướng, bảo kiếm sắc phán lên đàn, vào ra luôn trong tình chàng, nằm canh mơ màng, em luôn trong tình chàng, ôi gan vàng quặn đau ý an. Dạ chào Quang. Dạ Quang tới đây có việc gì không Quang? Thôi không có cà kê dê ngỗng gì nữa đó, ta tới đây thu thuế. Bữa nay ta dứt khoát không về tay không nữa. Ủa con đâu có làm gì đâu mà Quang thu thuế con? Ngươi không có làm gì à? À thì ra Quang tới đây bữa nay đó là rình coi con có làm thầy lang, có chữa bệnh cho người ta, có thu tiền hay không chứ gì? Đó, cái này là cái thông minh nè. Đó. Con đã nói với Quang bao nhiêu lần rồi là con không có biết làm thầy, cũng không có chữa bệnh, cũng không có thu tiền ai hết á. Con chỉ biết cái trị bệnh rắn cắn thôi. Đó. Ngươi mới vừa nói ngươi trị bệnh rắn cắn đó. Nhưng mà Quang ơi, con chữa bệnh rắn cắn á, con không có lấy tiền. Bữa nay ta sẽ cho rắn cắn. Nếu ngươi trị không được, ta sẽ công đầu ngươi, cho ngươi ở tù mọt rông luôn, hiểu chưa? Thì được rồi, Quang cứ cho rắn cắn đi, rồi con trị cho. Đem con rắn qua đây. Dạ. Quang Quang, gì? Cho con hỏi, ai là người cho con rắn cắn vậy Quang? Mày chứ ai? Con, mày nghĩ không lẽ Quang? Con tay vô, dở ra. Mày dở lên. Quang ơi. Sợ cái gì? Thoát vô. Thoát. À! Ông ba. Ông ba, chị cho tôi đi ông ba. Tôi phải biết con rắn gì tôi chị mới được chứ. Con đưa coi coi, đưa tôi coi coi, tôi mới biết con rắn gì. Cha ơi, con rắn này độc lắm. Tôi hồi nào tới giờ chỉ trị bệnh rắn hổ cắn thôi. Còn con rắn này đó, nó thuộc về con rắn bọ cạp. Tôi cắn một cái là thôi tôi chạy rồi, tôi chữa không có được đâu. Ông đừng có nói giỡn nha, chết tôi á. Thì bây giờ thôi, Quang đưa đi kiếm thầy khác đi, chứ tôi chạy rồi. Trời ơi ông ba ơi, ông ba tôi lại, ông ba ơi tôi lại, ông giúp tôi đi ông ba ơi. Tôi quỵ, tôi làm thân trâu ngựa, tôi trả nợ này cho ông ba, mà ông ba chứ giờ nó cắn tôi vậy tôi chết, tôi còn trẻ quá mà ông ba. Cái này mấy ông phải nói trước cho tôi là rắn gì chứ, con rắn này là con rắn bọ cạp ở trong rừng này, con rắn này ai cũng ta cũng chạy mặt nó rồi, làm sao tôi trị được? Tại sao ngươi nói rắn độc thì nó cũng là rắn độc, phải trị cho người ta đi, lẹ lên. Độc nhưng mà nó có nhiều loại rắn. Rắn hổ mang đó, rắn mái rậm,
Con rắn này rắn bọ cạp mà, làm sao tôi chỉ được? Quang ơi, còn lại Quang ơi. Quang cứu con đi Quang ơi, Quang kêu thầy thuốc cứu con đi Quang ơi. Chết con Quang ơi. Bây giờ thiết tình là ngươi không trị cho nó đúng không? Dạ con chạy à. Quang ơi cứu con chết Quang ơi, cứu con. Ngươi dám chơi khăm ta đúng không? Quang ơi, con nói thiệt, con không dám chơi khăm với Quang đâu. Con nghe nói con rắn bọ cạp này nè, nó cắn đó là phải có thầy chữa liền, còn sau một canh giờ đó là sẽ đẫm máu chết liền tại chỗ đó. Trời ơi, thầy Lan đâu? Mời thầy Lan đến đây cho ta. Thầy Lan đây nè. Con quay quần luồng nương rau cá nuôi nhau, thương công cha dài dầu khai quang lặng lội rừng sâu. Cuộc sống dù khó khăn thương bà con bắt gắn hết mình, nơi chòm xóm nghĩa tình chung tay xây dựng ngày mai. Việc nhỏ ấy mà việc to, có bác Ba Phi điều em xui ro. Thương, chịu thương chịu khó chi nằm gì đạp đất đổi trời. Bà con cô bác cứ nhỏ to, người gì đâu tài trí có cả khó. Bất công áp bức dân mình, bác luôn đứng lên tranh đấu chẳng ngại gì. Hiểu sâu biết rộng nhân gian tỏ tường, đương chuyện gì khó đã có bác bà lo.